Scandal là chuyện nhỏ, Chính Thành và Han Won vẫn nồng nàn song ca với nhau. Dù vận xui vẫn không chịu buông tha, Chính Thành và Han Won chọn cách vùi đầu vào công việc để tránh bão dư luận. Là những người nghệ sĩ đa năng, Chính Thành và Han Won đã nhiều lần xuất hiện trước mặt công chúng với nhiều vai trò khác nhau, trong đó có âm nhạc. Nếu Chính Thành từng gây thích thú khi trở thành ca sĩ khách mời ở nhiều chương trình, thì Han Won đang tấn công các bảng xếp hạng với bản hit đình đám của mình như Anh Cứ Đi Đi. Thế nhưng, bộ đôi nóng nhất showbiz Việt chưa từng có một sản phẩm chung. Trong hậu trường, Chính Thành liên tục trao cho Han Won cái nhìn tình tứ mặc candle vũ vây. Thừa thắng xông lên, Chính Thành và Han Won sẽ chính thức hợp sức, hòa giọng lần đầu tiên trên sân khấu. Được biết, cả hai sẽ cùng nhau trình bày một ca khúc ballad buồn, trái ngược hẳn với tình cảm hiện giờ. Ở vai trò giám khảo, Chính Thành luôn giúp Han Won ngày một hoàn thiện thì khi hát. Han Won lại là một người hỗ trợ đắc lực cho bạn trai. Giám khảo Chí Tài tiết lộ, dù Chính Thành và Han Won có hát hay cỡ nào, thì Chí Tài cũng chỉ cho 6 điểm. Xem ra, Chí Tài đang ghen tức với sự hạnh phúc của Chính Thành và Han Won đây. Những khoảnh khắc tình tứ trên sân khấu trong ca khúc song ca của Chính Thành và Han Won. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Show Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Show Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.